đến giờ chúng ta đều biết rằng rác thải nhựa là một vấn đề rất lớn. Hơn 350 triệu tấn chất thải nhựa được tạo ra hàng năm, dẫn đến các tác động tàn phá sinh thái. Nhiều loại nhựa trong số này bị phân hủy thành vi nhựa, những mảnh nhựa nhỏ dài chưa đến 5mm. Vi nhựa thường xâm nhập vào môi trường biển và bị ăn bởi cá và các động vật thủy sinh khác, gây hại cho toàn bộ hệ sinh thái. Tái chế đã giúp làm giảm lượng nhựa được đổ vào các bãi chôn lấp. Các cách phổ biến nhất để tái chế nhựa bao gồm chuyển nhựa thành các sản phẩm khác và đốt cháy. Mặc dù là một cách phổ biến để ngăn rác thải nhựa xâm nhập vào hệ sinh thái, nhưng đốt nhựa có thể thải ra khí quyển các hóa chất độc hại. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng thích nghi với điều này. Thử nghiệm các cách khai thác năng lượng từ việc đốt chất thải nhựa thông qua quá trình nhiệt phân. Nhiệt phân là quá trình làm nóng vật liệu gốc carbon trong điều kiện không có oxy, nhằm tạo ra nhiên liệu hoặc các hợp chất hóa học có lợi khác. Ở các nhiệt độ nhiệt phân khác nhau, bạn có thể thu hồi các tỷ lệ sản phẩm khác nhau. Ở nhiệt độ thấp hơn, khoảng 500 độ C, nhiều sáp và than hơn được tạo ra trong quá trình này. Tuy nhiên, khi nhiệt độ tăng lên trên 700 độ C, các sản phẩm đã được tạo ra với các đặc tính gần như giống với xăng. Một nghiên cứu mới trên tạp chí Năng lượng tái tạo và bền vững của Viện Vật lý Hoa Kỳ đã khám phá những cách hiệu quả hơn để thực hiện quá trình nhiệt phân, vì nhiệt độ cao cần thiết để thực hiện quá trình này rất tốn kém và tiêu tốn tài nguyên. Sử dụng túi nhựa thường thấy trong các cửa hàng tạp hóa, các nhà nghiên cứu đã đưa vào một chất xúc tác làm giảm nhiệt độ phản ứng và tăng hiệu quả phân hủy nhựa. Chất xúc tác được phát triển trong phòng thí nghiệm và có thể hoạt động ở áp suất khí quyển. Họ cũng sử dụng một lò phản ứng xúc tác do phòng thí nghiệm thiết kế. Nhưng việc tổng hợp chất xúc tác tự nó không tốn kém. Sử dụng chất xúc tác và lò phản ứng để phá vỡ các túi nhựa, họ có thể tạo ra một sản phẩm có chứa một loạt các hydrocarbon C9C22. Tương tự như những gì được tìm thấy trong cơ sở của nhiên liệu diesel. Trên hết, quá trình nhiệt phân có hiệu quả ở 360 độ C, nghiên cứu này cũng bao gồm một phân tích kinh tế về thủ tục của họ. Họ tính toán rằng việc sản xuất và bán sản phẩm dưới dạng nhiên liệu diesel theo giá thị trường trung bình là $3.09 gallon vào năm 2019 có khả năng tạo ra lượng nhiên liệu trị giá khoảng $3 triệu mỗi năm. Nếu sản phẩm được sử dụng để cung cấp năng lượng cho máy phát điện, nó có thể tạo ra khoảng 38.000 kWh điện mỗi ngày. Quá trình nhiệt phân dựa trên chất xúc tác vẫn cần được hoàn thiện. Nhưng nghiên cứu này là một bước tiến rõ ràng trong việc tạo ra nhiên liệu bền vững hơn từ chất thải hàng ngày. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!